Đây là một cách rất đơn giản nhưng hiệu quả. Trong Internet Marketing, không phải cái gì phức tạp mới là tốt, mà càng đơn giản càng dễ hiểu. Lại đôi khi nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những thứ phức tạp. Trong marketing và bán hàng cũng vậy. Làm thế nào đơn giản hóa được cái quy trình là tốt nhất. Video này rất là quan trọng nha. Các bạn xem đến cuối, đây là một cách mà Hường đã học được từ một người thầy tại Singapore. Phải bỏ ra 297 đô để được một cái tips nhỏ xíu như thế này đó. Hường vừa mới học được vào tháng 12 năm 2019 vừa rồi. Quay trở lại với kênh YouTube của Hường, nhớ subscribe kênh và xem các video tiếp theo. Hường có nguyên một bộ video về hướng dẫn về cái response. Hãy xem đến cuối video này nha. Và trong cái khóa đó thì dành cho những người họ kinh doanh, ví dụ như bán bảo hiểm, xin chắc vân tay, xây dựng hệ thống bán hàng, bán những cái loại mỹ phẩm cao cấp, hoặc là những người bán những cái khóa học online, hoặc là những người họ làm xây dựng hệ thống MLM, kinh doanh đa cấp, và giúp cho các bạn tiết kiệm được rất là nhiều chi phí và giúp cho các bạn bắt đầu nhanh so với việc mà chúng ta xây dựng nguyên một cái hệ thống website, chúng ta thu email. Việc sử dụng cái hệ thống thư tự động rất là quan trọng, bởi vì việc gửi thư tự động giúp chúng ta không chỉ là bán hàng mà còn xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Ví dụ như họ thấy chúng ta thường ngày ở trên social media như Facebook, Zalo, Pinterest, Instagram, vân vân, thì lúc mà chúng ta gửi email nữa thì nó sẽ là một cách tiếp cận kiểu khác, nó giúp cho chúng ta tăng tỷ lệ chốt đơn hơn. Làm thế nào để sử dụng GetResponse hiệu quả mà không cần website? Có nghĩa là chúng ta chưa cần tạo website mà chúng ta vẫn có thể thu được những email. Cách thứ nhất là chúng ta sử dụng một cái form rất là quen thuộc, đó là Google Form, Google biểu mẫu ấy. Thực ra chúng ta tặng một cái gì đó cho khách hàng, rồi họ điền cái thông tin vào cái Google Form đó. Sau đó chúng ta có một cái danh sách những cái email dài, rồi chúng ta sẽ đưa đó vào cái hệ thống GetResponse một cách thủ công, rất là đơn giản thôi. Tí nữa Hường sẽ hướng dẫn làm thế nào để sử dụng Google biểu mẫu nếu như các bạn chưa biết ha. Rồi cách thứ hai là chúng ta sử dụng một công cụ ở Việt Nam của chúng ta ít dùng, nhưng mà tại Singapore thì người ta sử dụng rất là nhiều. Hãy nói là công cụ này. Các bạn lên chỉ cần gõ linkedin.com. Đây, lên đây các bạn đăng ký một cái tài khoản. Thì Hường đã đăng ký một tài khoản rồi, đây là tài khoản của Hường. Đây cũng tài khoản Hường mới lập thôi, trước đó Hường cũng ít khi sử dụng LinkedIn lắm. Đây là picture của Hường đây. Trong Sun On như này. Hôm đó thì ổng có tham gia cái khóa học của ổng hình như gần tới 2 ngày đó, để học cái tips đó, để hướng dẫn Hường sử dụng cái LinkedIn với lại cái MailChimp kết hợp lại với nhau. Cũng khá là hấp dẫn, dành cho những người mà họ không cần phải giỏi về kỹ thuật, những cái bước đơn giản nhất mà chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ với khách hàng đấy. Điều đặc biệt ở đây tức là chúng ta sẽ tìm thấy được thông tin của người bạn của mình luôn. Đây này, chúng ta bấm vào contact info, bấm vào đây thì chúng ta thấy luôn cả là email của cái người đó. Và sau khi mà kết nối thì chúng ta có thể copy luôn cái email này, chúng ta bỏ qua hệ thống GetResponse. Nhưng nhớ cái thư đầu tiên, chúng ta nên nhắc cho họ biết là: xin chào, tôi là gì đó, tôi đã kết nối với bạn ở trên LinkedIn, cảm ơn bạn và tôi muốn chia sẻ về cái chủ đề gì đó ha. Khi mà mình nhắc cho họ nhớ thì họ sẽ cảm thấy thân thiện hơn so với việc mà chúng ta nhào vô chia sẻ về sản phẩm dịch vụ hơn. Hoặc ở bên Singapore thì Mr. Chong này và những người bên đó họ kinh doanh bán bảo hiểm, hay là bán xin chắc vân tay, hay là bán cái các sản phẩm về đa cấp ấy, thì họ lại tức là khi mà họ networking, họ đi ra ngoài, họ gặp những đối tác của mình ở một cái văn phòng, một trụ sở, một cái quán cà phê, hay là một cái buổi hội thảo kinh doanh, hoặc là một cái buổi networking nào đó ở bên ngoài, thì họ xin cái name card, hoặc là họ xin thông tin và họ kết nối ở trên LinkedIn như thế này. Thì sau khi mà họ kết nối với LinkedIn thì họ kết nối, họ lấy cái hộp copy cái email đó, họ qua cái response họ chăm sóc tiếp. Thì làm thế nào để giao tiếp một cách thân thiện nhất với khách hàng của mình là ok. Thì khi mà chúng ta kết nối ở đây,
ví dụ như 3-4-5 ngàn friend gì đó, thì chúng ta sẽ mất chúng ta sẽ có 3-4-5 ngàn cái email đúng không? Thay vì nếu như các bạn chạy quảng cáo ở trên Google, Facebook nào đó mà chúng ta muốn thu được khoảng cỡ 2.000 email thôi thì cũng tốn rất là nhiều tiền. Nếu ai đã từng chạy quảng cáo thì sẽ biết, nhưng có thể là chúng ta chưa có nhiều vốn thì chúng ta nên làm thủ công trước và tận dụng tất cả những gì mình có thể để có những cái khách hàng đầu tiên đã. Rồi sau đó khi mà mọi người cảm thấy là cái dòng tiền của chúng ta đã có một chút nào đó rồi, chúng ta bắt đầu tự động hóa. Sau đó khi mà chúng ta đã tận dụng hết cái nguồn lực gọi là free traffic miễn phí rồi, thì chúng ta có thể là mình bắt đầu chạy quảng cáo tự động hóa thì nó sẽ ok. Ban đầu thì chúng ta sẽ nên sử dụng những cái cách này trước để chúng ta có được cái thông tin khách hàng và bán hàng. Đây là cách rất là hay ha. Ở thị trường Việt Nam mình cũng có rất là nhiều người họ sử dụng LinkedIn đấy. Thì nếu mà các bạn quảng bá các sản phẩm mà chạy toàn cầu, các bạn cũng có thể sử dụng những cái cách như thế này. Bởi vì cái LinkedIn là sử dụng toàn cầu mà, thay vì chúng ta connect kết nối với những người ở Việt Nam thì chúng ta kết nối với những người ở toàn cầu, thì chúng ta bán những cái sản phẩm toàn cầu rất là tiện lợi. Đây là một bí mật nha cả nhà, không phải ai cũng biết đâu. Mình lúc mình tạo tài khoản ấy thì cái LinkedIn nó đã tự đề xuất bạn bè của mình dựa vào cái email của mình rồi. Còn nếu như các bạn sau khi kết nối những người đó rồi, các bạn muốn tìm nữa, các bạn bấm vào nút search, bấm vào chữ Bible. Sau khi bấm vào chữ Bible thì các bạn sẽ thấy là ở đây có rất là nhiều người họ đề xuất tiếp. Thì chúng ta có thể bấm vào nút connect, chúng ta bấm vào trang số 5 chẳng hạn. Đấy, chúng ta sẽ có thấy rất là nhiều người bạn nữa. Vô số. Thì chúng ta bấm vào nút connect. Đó, chúng ta bấm vào nút connect. Rồi. Nó đã gửi lời yêu cầu kết nối chúng ta đến người bạn của mình. Đấy, các bạn cũng có thể làm cái điều này ở trên điện thoại di động cho nhanh ha. Rồi sau khi mà mình gửi lời thì trong số họ sẽ có một vài người trong dòng tỷ lệ nào đó họ chấp nhận. Chấp nhận thì chúng ta có thể xem được email. Ví dụ người này họ chưa chấp nhận, người này mình chưa có connect, mình chưa có kết nối với họ, thì bấm vô cái trang của họ thì chúng ta không có thấy được cái email. Nhưng mà khi mà mình connect với họ rồi đó, thì mình sẽ thấy được cái email của họ. Chúng ta có thể đăng một số thông tin nào đó social media ở trên đây. Thay vì chúng ta chỉ đăng trên Facebook, Zalo này nọ thì chúng ta có thể đăng trên đây. Mà cái này là kết nối toàn cầu rất là tốt, nên các bạn có thể sử dụng tiếng Anh nếu các bạn đang quảng bá các sản phẩm nào đó toàn cầu. Và chúng ta có thể chat này nọ hoạt động giống như kiểu một cái kênh thông thường như Facebook, Zalo này nọ vân vân. Sau khi mà chúng ta có email rồi, các bạn nhớ cách thêm cái email này vào cái GetResponse không? Trong các video hôm trước Hường đã hướng dẫn làm thế nào để thêm những cái email một cách thủ công vào hệ thống GetResponse rồi đấy. Vô cái danh sách tác GetResponse đây. Ở trong cái kênh YouTube của Hường thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều cái bài hướng dẫn khác nhau. Các bạn vào một danh sách phát, các bạn sẽ thấy có những cái bộ video hướng dẫn về email marketing, về PayPal, về GetResponse, về Zoom Meeting, về Clickbank, về Bing Ads, rất là nhiều những bộ. Thì các bạn bấm vào cái bộ GetResponse này thì các bạn sẽ thấy là có video hướng dẫn thêm email vô một cách đơn giản. Rồi đấy là cách mà chúng ta sử dụng LinkedIn để chúng ta có được email. Cách tiếp theo, chúng ta sử dụng Google biểu mẫu. Các bạn vào driver nè. Sau đó các bạn bấm vào chữ mới. Bấm vào ứng dụng khác rồi bấm vào Google biểu mẫu. Ở đây các bạn tạo một cái form, ví dụ như là đăng ký nhận ebook miễn phí tại đây. Ở đây mình sẽ chọn đó là họ tên. Đấy, rồi mình bấm vào cái chữ có cái dấu copy nè. Rồi chúng ta sẽ đổi nó thành địa chỉ email. Rồi bật cài đặt thu email đi. Cài như thế này thì nó sẽ tự động yêu cầu khách hàng gọi đúng email. Nếu không đúng email thì cái ô này nó sẽ không có được ok, nó sẽ không cho qua. Rồi sau đó họ tên, rồi chúng ta bấm tiếp vào nút copy này.
Câu tiếp theo ghi là số điện thoại chẳng hạn. Nếu nếu muốn thu, còn không thì chúng ta thu họ tên email thôi cũng được. Rồi hoặc là một số khảo sát khác nếu các bạn muốn. Bạn có quan tâm đến thu nhập thụ động không chẳng hạn. Rồi mình sẽ chọn trách nhiệm có quan tâm. Đây là không. À, rồi hoặc là hỏi cái gì đó thì tùy, các bạn có thể làm khảo sát. Bạn khám phá ở đây nó có rất là nhiều cái hay nếu các bạn chưa biết ha. Đấy, thì bây giờ chúng ta chỉ cần là thu email họ tên là xong rồi. Sau khi mà chúng ta làm cái form này, đương nhiên nó sẽ có một số cài đặt để cái form của chúng ta đẹp hơn các bạn. Và một này các bạn chọn màu hay là những cái form thêm hình ảnh này đó các bạn thích. Nhưng mà tạm thời thường làm căn bản thôi. Rồi bấm vào nút xem trước. Thì chúng ta đã có một cái form khách hàng điền vào đây. Thì họ sẽ điền cái email họ tên. Ví dụ Hường điền là email tomatohuong@gmail.com. Rồi họ vào tên là Hường Tomato chẳng hạn. Rồi có quan tâm, bấm gửi. Như vậy thì chúng ta đã nhận được một cái email rồi đấy. Các bạn bấm vào cái chữ chỉnh sửa biểu mẫu này nè. Bạn xem câu trả lời. Rồi nó đã có một câu trả lời là có Hường Tomato Hường email đây. Và có quan tâm tới thu nhập thụ động. Các bạn muốn xem bảng á, nó liệt kê theo bảng thì chúng ta bấm vào nó dấu cộng như thế này. Thì bấm tạo, nó sẽ tạo cho mình một cái bảng tính mới. Đấy, nó sẽ có liệt kê cái danh sách email, tên, thông tin mình muốn ở đây. Sau đó chúng ta copy, bỏ vào get response, được không cả nhà? Ở đây các bạn tự sáng tạo cái nội dung mình muốn nè. Ví dụ như là tặng ebook hay là tặng bộ video hoặc tặng hướng dẫn, tặng một cái buổi coaching hoặc là tặng một cái buổi tư vấn gì đó thì các bạn điền ở đây. Cài đặt chủ đề, chọn hình ảnh, tiêu đề, ví dụ như mình tải lên, tải một cái hình nào đó lên. Khá là đẹp mà. Trên đây là chuyên nghiệp lắm rồi. Mà cái form này thân thiện nữa. Có nghĩa là các bạn không phải lo bị cảnh báo hay là bị gì cả. Chỉnh. Rồi ok. Bấm vào nút xong. Rồi lúc này mà chúng ta bấm view. Chúng ta sẽ thấy cái form của chúng ta nó sẽ khác đi rồi. Xinh hơn đúng không? Rồi, sau đó thì chúng ta có thể gửi cái link này đến cho khách hàng của mình. Bấm vào view là chúng ta đã gửi cái link đi được rồi cả nhà. Bấm vào nút view này này là chúng ta có thể gửi link rồi. Nhưng mà link này nó xấu quá đúng không? Mà các bạn chưa có website để các bạn để cái link nó đẹp hơn thì các bạn vào bit.ly. Các bạn copy cái link này. Cái link xấu xí và dài ngoằn nghèo này. Các bạn vào bit.ly. Chúng ta có thể đăng ký một tài khoản ha. Các bạn tự đăng ký lên bit.ly và đăng ký một tài khoản. Sau khi đăng ký rồi chúng ta bấm vào create. Dán cái link rắc rối đó vô. Hoặc là rồi chúng ta copy cái link này là link ngắn gọn hơn nè. Hoặc các bạn muốn đổi cái tên này nè. Đăng ký nhận sách chẳng hạn, rồi lưu nó lại. Rồi có người để lấy rồi. 2020 chẳng hạn, rồi lưu nó. Thì chúng ta copy cái link này thì cái link này trở nên ngắn gọn hơn và chúng ta gửi khách hàng nó sẽ đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn đúng không? Như vậy là Hường vừa mới hướng dẫn xong cái cách mà chúng ta sử dụng GarageBand mà không cần website. Mà thực ra đôi khi cái này ấy nó hiệu quả hơn cả những cái hệ thống website mà thu thông tin email, cái form này nọ khi mà các bạn chưa có cái nhu cầu quảng cáo ha. Thậm chí nếu như các bạn muốn chạy quảng cáo thì các bạn vẫn có thể sử dụng Google biểu mẫu để các bạn chạy quảng cáo và các bạn thu email thông qua Google biểu mẫu. Tóm lại là chúng ta có thể sử dụng GetResponse hiệu quả mà không cần, chưa cần đến website, chưa cần phải biết cách kết nối thư với lại website hay là sử dụng những cái code hay là những cái thao tác kỹ thuật nào rắc rối cả. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng GetResponse mà chưa cần cái website đâu. Thì thời điểm này nè, các bạn chỉ cần là copy cái link này và đưa cho ai đó họ muốn nhận sách, gửi lên các đội nhóm, các group ở trên Facebook để chúng ta thu email miễn phí trước đi đã. Chúng ta cứ thu miễn phí trước đi đã rồi sau đó thì chúng ta mới bắt đầu rành hơn, chúng ta mới chạy quảng cáo này nọ. Form này là như thế này, đôi khi ấy,
Hường có một cái hệ thống website rất là bài bản, nhưng mà Hường vẫn sử dụng Google, Google biểu mẫu như thế này, bởi vì nó mang lại hiệu quả rất là tốt, đơn giản cho người dùng, thân thiện cho người dùng. Ok, mọi người có thấy hữu ích không? Xem video này xong thì mọi người nhớ nhắn tin bình luận một cái điều gì đó ở dưới video này. Thấy hữu ích thì các bạn chia sẻ video này ở trên Facebook của mình để sau này xem lại, hoặc chia sẻ cho bạn bè của mình, cho những ai cần nó nha. Đây là một cái cách mà không phải ai cũng biết đâu. Nhớ đăng ký kênh YouTube của Hường xem các video khác về GetResponse, cũng như là những cái video chia sẻ về Clickbank, về tạo thu nhập thụ động với affiliate marketing, vân vân. Nhớ bình luận dưới video này nha, và tham gia vào đội nhóm follow Hường ở trên Facebook. Bye bye, hẹn gặp lại.